để cảm ơn thế giới, cảm ơn những quốc gia độ lượng, những nhà bác ái, những hội đoàn từ tâm đã ra đây cứu giúp thuyền dân Việt Nam năm xưa, cũng như để nhắc nhở lại cái tinh thần thuyền dân đã nhạt nhòa theo năm tháng. Cái tinh thần thuyền dân đó là cái gì? Đó là lòng can đảm, là sự yêu chuộng tự do dân chủ, là sự gìn giữ những truyền thống hào hùng của dòng giống Lạc Hồng, dòng giống Tiên Rồng. Ước mong là cái tinh thần thuyền dân Việt Nam đó sẽ được thế hệ con cháu tiếp tục phát huy để mà góp phần xây dựng nên những cộng đồng gốc Việt Nam vững mạnh nên xứ người. Xin cảm ơn những bạn hữu đã tiếp tay với ban tổ chức để giữ cái ngọn lửa truyền nhân, cái tinh thần truyền nhân ấm áp. Cảm ơn những tiếng hát, tiếng đàn đã trình diễn đêm nay. Cảm ơn quý truyền thông báo chí đã lo tải cái tin này. Và cuối cùng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây để ủng hộ cho tinh thần truyền nhân. Tinh thần truyền nhân Việt Nam mãi bất diệt trong quý vị. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình với dòng nhạc vượt biển quê hương của Trần Chí Phúc, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mới nhất Thuyền Nhân Hành Khúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơn đau thêm lớn. Phong Vinh đã từng ở trại tị nạn Bolobidong thập niên năm 1980, cho nên Phong Vinh hiểu rất nhiều và những cái tâm tình của thuyền nhân và đã được nhạc sĩ Trần Chí Phúc gửi gắm qua ca khúc Bolobidong Giả Từ. Xin mời quý vị thưởng thức với tiếng hát Như Mai. Trước hết, Như Mai xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị có mặt tới đây. Và hôm nay Như Mai rất vui được góp tiếng hát trong đêm kỷ niệm 45 năm ngày thuyền nhân, ngày quốc tế cứu thuyền nhân. Và Như Mai cũng là một trong những người đó. Và cũng gần 50 năm qua, và chúng ta có thể là đã quên quên những cái cảnh mà ngày xưa ở trại tị nạn, và hôm nay anh Trần Chí Phúc đã tổ chức một đêm nhạc như vậy để chúng ta nhớ lại. Tại vì đời sống bên Mỹ mà quý vị biết rồi, mình phải cái theo thời gian và cái đời sống nó rất là bôn ba, và chúng ta có thể là đã quên những cái khổ cực, những cái vất vả, những cái long đong của những ngày tháng ở trại tị nạn. Và hôm nay ngày mai được là hát một bài một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Chí Phúc để gợi nhớ lại những ngày ở Bolobidong, những ngày rời xa trại. Nhưng mà thì ở bên bên Ga Lăng, nhưng mà cái chi tiết thì là cũng là như vậy, cũng có rất nhiều kỷ niệm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe bài hát Bolobidong Giả Từ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Từ Bolobidong buồn lâu bi đã đau thương tị nạn, thuyền nhân sống sót đến đây dân Mã Lai sang vòng cây cứu
từ phố lâu đi đâu. Chiều ra biển ngó sắc em phương nào, thuyền rơi đất nước đêm xưa, cơn bão to đã cuốn đi người về nơi đâu. Ngày mai em lên đường đi Canada và ánh sáng Âu Châu, người kia đến Úc Châu, còn anh tới Mỹ. Những ngày sau rời quê hương, băng qua đại dương, hội ngộ nơi đây, chung vui những ngày rồi chia tay, biết có gặp nhau nữa không? Đêm cuối cùng có lâu vì đông, lâu đời che kín nhau đi. Đàn lên tiếng hát, hát bài tình ca, kỷ niệm yêu thương, kỷ niệm quê hương. Đêm cuối cùng có lâu vì đông. Bài Bulo Quy Đồng Giả Từ, cảm phúc nghe cũng thấy
hồi hồi. Mà mình tiếp, nếu như bài hát này viết cách đây 30 năm về trước, bảo đảm sẽ top hit. Nhưng mà bây giờ đã buồn mà, nhưng mà buồn còn không. Nhưng mà ngồi hồi tưởng lại những cái kỷ niệm truyền nhân năm xưa thì nỗi buồn đã từ nào cũng giống nhau. Dương Mai đã nhận lời hát một cái show ở Yêu Vang Xa, nhưng mà vì yêu thương truyền nhân và cũng nể cái tên văn nghệ của Trần Thị Phúc cho nên đã có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn Dương Mai có mặt hôm nay để hát bài hát tập lời mới. Bài hát tập lời mới quý vị là Dương Mai mới nghe và cầm để nói cái nỗi lòng của những người Việt tha hương đã mấy chục năm, mà hôm nay Dương Mai hát ở bên này mình cũng nhớ lại những cái quan cảnh. Quý vị biết cái trong bài hát này là có một câu: đêm cuối cùng vua Lưu Bị Long nấu nồi chè, chè. Tiền đâu đi. Mà cái thắc mắc là anh có cái nồi chè ở trong đây thì sao quý vị biết, quý vị nghe vào hôm có chiếc quý vị biết là ở Trại Thiên Đảng đâu có tiền đâu, không chỉ có nấu nồi chè một đô la mua một ký đậu xanh rồi cái đường rồi nó nấu được chè rồi dạ. Ăn chè rồi hát ca rồi chè rồi em thấy anh là sang ấy, rồi tụi em như đi rồi chạy là như là không có được tải gì chứ đi được. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Lát nữa hôm nay sẽ trở lại để mà hát một sáng tác tình ca của anh Trần Trọng Phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Theo dự kiến của chương trình thì chúng tôi có mời bác sĩ Mai Cô Đào Minh Hưng. Ông ta cũng là một thuyền dân đã vượt biển đến đảo Cu Cu của Nga Lăng, của Nam Dương. Và có nói chuyện qua điện thoại thì bác sĩ nói là lên đây để kể chuyện vượt biển của bác sĩ. Và phải nói rằng bác sĩ Mai Cô Đào Minh Hưng cũng là một người thành công, một trong những người thành công, nếu sĩ người. Nhưng mà không thấy bác sĩ Đào Minh Hưng ở đâu hết. Và bây giờ thì thay thế thì tôi mời anh Đào Ngọc Đa. Xin mời giáo sư Đào Ngọc Đa. Anh Đào Ngọc Đa với tôi là quen nhau năm 1978-77 ở Sài Gòn, rồi cùng tổ chức vượt biên. Thì khi mà chiến vượt biên đó thì đi có 21 người rồi. Anh Đa là người sẽ bước xuống cái ghe đó cuối cùng, nhưng mà bị động cho nên là công an thổi còi la ôm sầm thì ghe phải bỏ chạy, thì Đào Ngọc Đa kẹp lại trên bờ và xin anh Đa kể lại chuyện năm xưa. Kính thưa quý vị, tôi là một thuyền nhân đã chứng kiến những sự đau thương và mất mát trên đường vượt biển. Chúng tôi xin kể lại một vài chi tiết về chuyến vượt biển của chúng tôi. Tôi từ Sài Gòn đến Rạch Giá một buổi tối và tôi xin là người chủ chốt và tôi sẽ lên ghe sau cùng. Thì Trần Chí Phúc là xã tôi và tất cả những người đã lên ghe. Tôi là người đi lên cuối cùng và một loạt súng nổ. Vì tôi ở tù mới về, tôi nên rất sợ phải vô tù một lần nữa. Tôi nhảy xuống sông và bơi vào bờ. Và trên đường trở về Sài Gòn, nghĩ rằng ngàn lúc xa cách, bởi vì bà vợ tôi đã đi rồi. Nhưng vì lòng yêu thương người vợ và lòng khao khát tự do, một tháng sau tôi đã tổ chức vượt biên và thành công đến Thái Lan. Thì khi tôi đến Thái Lan, các bạn biết là tôi đã chứng kiến một cảnh rất là đau lòng. Chính tôi và những người bạn đi trốn xác một người mẹ mà khi chết vẫn còn ôm cứng một đứa con. Và chúng tôi đặt cho rằng một ngôi mộ, hai trái tim. Nhìn cảnh ấy, chúng tôi mới hiểu rằng tình mẫu tử thiêng liêng biết là bao. Thật là một buổi chiều rất là buồn ở Thái Lan, mưa lất phất, tang thương đến cỏ hoa kia cỏ này, là thơ Nguyễn Du ứng vào trường hợp này. Chúng ta biết rằng khi cộng sản đến miền Nam, đồng bào vượt biên đã chết
trên biển và trên bộ gần 500.000 người. Con số rất là lớn lao. Nhìn lại lịch sử của dân tộc, chúng ta thời vua Trần Nhân Tông đã đi về phương Nam để mở mang bờ cõi. Thời chúa Nguyễn Hoàng cũng vậy. Và sau Hiệp định Geneva, chúng ta sẽ đi vào miền Nam. Nhưng cái đi đó khác bởi vì chúng ta vẫn còn ở đất nước. Nhưng mà lần đi này là chúng ta xa mãi và xa mãi, không biết bao giờ mới trở lại quê hương. Chúng ta vượt biên để làm gì? Chúng ta vượt biên mang theo quê hương. Tại sao chúng ta có quê hương mà không ở mà phải bỏ đi? Bởi vì nơi đó không có tình người, không có tự do và không có tất cả. Một nhạc sĩ đã sai lầm khi nói rằng em ra đi nơi này vẫn thế. Thưa không, không như thế. Bởi vì trường chúng ta học, thành phố chúng ta sống, đất nước của chúng ta, màu cờ sắc áo trong tim chúng ta bây giờ đã đổi mới. Chính vì thế chúng ta phải có một hoài bão, phải trở lại quê hương. Nhưng tham ôi, chúng ta lực bất tầm tâm. Bởi vì đầu bạc giang sơn thù chưa trả, lâm thuyền mấy độ bóng trăng soi. Chúng ta đã mất cơ hội phục về tổ quốc. Nhưng chúng ta tin rằng trong tương lai, những thế hệ trong tương lai sẽ làm được việc đó. Nguyễn Trãi có nói rằng nước có lúc thịnh, lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Và tuổi trẻ Việt Nam sẽ làm nên điều đó. Chúng ta không có về quê hương trong thời gian thế hệ này, nhưng không phải là con em của chúng ta không làm được. Một cô giáo ở Hà Tĩnh rất là băn khoăn với đất nước. Họ hỏi rằng đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, em làm sao biết được? Câu hỏi gửi trời xanh, người sau, người trước, ai đã lập dựng đất nước sẽ về đâu? Đất nước ta theo dòng lịch sử sẽ vững mạnh và luôn luôn có một ý chí cương cường. Những câu trả lời là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt. Cột đồng Đông Hán tìm đâu thấy, chỉ thấy Tây Hồ ống nước cương của hai vợ Trưng. Và Hội nghị Diên Hồng là ý kiến của toàn dân. Nước, khi mà nước nhục ấy, thì chúng ta phải hy sinh. Và thế nước yếu lấy gì lo chương trình hy sinh? Cho nên chúng ta đừng thất vọng, chúng ta phải hy vọng. Vì thời nào cũng có hào kiệt, thời nào cũng có anh hùng. Nước có lúc thịnh lúc suy. Cho nên chúng ta đi vượt biên không phải chọn nơi này làm quê hương, bởi vì chúng ta cũng có quê hương. Tại sao chúng ta phải bỏ mà phải chọn nơi này? Nhưng đây là quê hương thứ hai, có thể đem đến cho quý vị một đời sống, một đời sống rất là thoải mái. Nhưng mà quê hương chúng ta bên kia bờ đại dương là nơi chôn nhau cát xuống, và không thể nào chúng ta quên được quê hương đó được. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai con cháu chúng ta sẽ trở về quê hương và là đảng dân cho dân tộc Việt. Cảm ơn giáo sư Ngọc Lan. Và sau đây mời quý vị nghe bài hát về vượt biển đầu tiên của Trần Thị Húc viết năm 1980, bài hát Mai Em Đi với tiếng hát phong dinh và phù hợp của Trần Thị Húc. La 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 la
là quê hương ta hằng thương mến. Đau thương xin em nên khóc, gian nan xin em hãy vững niềm tình yêu, niềm tin Việt Nam. Tiền nhân Michael Đào Minh Hưng kể chuyện vượt biển năm xưa 1979. Xin chào bác sĩ. Xin kính chào quý vị và xin chào anh Phúc. Thì một lần nữa xin cảm ơn anh Phúc đã có ngỏ lời mời Michael đến đây để kể về một cái chuyện thường nhân, tại vì Michael cũng là một thường nhân. Thì quý vị biết năm 79 rời Việt Nam một tàu rất bé, và đi, tại vì đi năm 78 á, đi vượt biên mấy lần bị hụt, thành ra mình phải đi bán chính thức. Năm 79 á, thì vượt biên là mình phải khai là mình là người Trung Hoa để rồi mình được bán chính thức đi vượt biên. Mà quý vị biết cái tàu nó bé tí à, mà khoảng chừng 600 người nhét trong đó, ngồi là sát sát nhau như vậy nè, ngồi là vai đụng vai chứ không có chỗ mà đứng dậy, không có chỗ đi restroom vệ sinh nữa. Mà rất may mắn cái năm 79 á, cái tàu của Michael á, nó trải qua đi từ Việt Nam tới Indonesia là cái 5-6 ngày thôi, ở biển rất là lặng dưới mặt hồ, và đồng thời cũng may mắn là không có bị hải tặc, tại vì mình đi hướng về Indonesia chứ không phải đi hướng về xuống Thái Lan. Tàu của bà xã đó bị hải tặc, hồi đó bà xã còn 5-6 tuổi thôi à, mà tàu của bà vợ của Michael á cũng đi vượt biên, nghe nó bị hải tặc chết gần phân nửa người. Còn Michael may mắn đến năm 79 tháng 3
đến một cái đảo gọi là đảo Kuku. KU là Kuku, là một cái đảo của Nam Dương, Indonesia. Lúc đó là cái bão là đảo hoang vắng. Mình là một trong cái tàu đầu tiên đến nơi. Mình phải chặt cây, mình phải đưa làm cái lều. Ví dụ biết cái lều mà bằng lá đó, đỡ tạm. Sau đó là quý vị biết là đi bán kiến thức mà, thì bà hát không cho. Mấy cái nhẫn, tầm nhẫn một vài chỉ, mình đổi với người local để mình lấy thức ăn. Rồi mua cá, mua gạo ở người local. Thì quý vị biết là 3-4 tháng đầu đến vượt biên khoảng tháng 3, thì đến đảo thì khoảng 3-4 tháng sau mới bắt đầu mới được liên lạc với Liên Hiệp Quốc. Lúc đó mới có trợ cấp từ Liên Hiệp Quốc là cá mòi, cơm thì nọ, quý vị biết. Thì lần đầu tiên anh Phúc nhắc cái vụ này, anh cũng mới biết được á. Mình rời khỏi Việt Nam, ở Mỹ là 45 năm rồi mà không hề biết cái vụ mà gọi là Geneva, cái hội nghị quốc tế cứu thường dân. Bây giờ nhờ anh Phúc mới biết được cái đó. Cảm ơn anh Phúc nhiều. Thì mình rất là cảm ơn được là cái hội, cái biểu là những cái Geneva, những cái hội như là ở Âu Châu đó, họ rất là thương người, họ cứu giúp thường dân của chúng ta. Thì mấy cô may mắn sang đây được rất là thành công. Chẳng những là một cái bác sĩ, một người doanh nhân rất là thành công ở đây. Như quý vị biết, thì gia đình của Michael cũng rất là thành công. Michael, quý vị biết Michael á, là nghèo so với ông anh, anh của Michael. Tức là quý vị tưởng tượng, nếu Michael mà là nghèo so với ông anh thì không biết ông anh thì giàu cỡ nào rồi. Quý vị biết chị Michael là một người thành công, nhưng mà có sự cũng rất là hào sản. Lúc nào cũng bảo trợ cho những sinh hoạt cộng đồng có hữu ích. Xin việc làm ở đây cho chị Michael nào, nhưng mà mong rằng chị tiếp tục giữ cái tinh thần hào phóng đó để tài trợ cho những sinh hoạt cộng đồng. Chắc chắn rồi, last year Michael phải tặng $1,000,000 để build, xây một cái phòng soi tim mạch ở tại bệnh viện Orange Coast Memorial Hospital. Quý vị nào mà vô trong ER, Emergency Room của bệnh viện OCM ở đường Brookhurst và đường Talbert, là nổi cái phòng ER thôi, cái phòng Emergency Room á, là cái ba cái phòng tên của Michael Đào, ProCare và tên của bà xã. Còn cái nguyên một cả một cái phần, cái khu gọi là soi tim, tức là mổ tim, là tên của Đào Family đó. Thì mới có rất trả lại cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn chị đã bỏ thì giờ để đến đây kể cho chúng ta. Và còn rất nhiều bài hát, chúng ta hát tới 17 bài. Và bây giờ để thay đổi không khí ca nhạc nhiều, bởi vì nghe bài hát Lim Sinh Chiều Tị Nạn. Lim Sinh là tên một hòn, một trại tị nạn ở Thái Lan. Tôi đọc cái bài thơ Lim Sinh Hoài Cảm của Thế Trân năm 1979-1980, thì tôi có phổ bài thơ này. Và mời quý vị nghe Lim Sinh Chiều Tị Nạn với tiếng hát Ngọc Diệp. Ngọc Diệp đến từ Las Vegas. Và với tiếng đàn của anh Lê Sĩ Dự, đi dự piano, cũng là một huyền nam phụ đi nhiều gặp mà không được. Và tiếng đàn guitar của anh nhạc sĩ Trúc Linh. Trúc Linh làm bộ nhân đã đi bộ từ Sài Gòn qua tới Campuchia. Tham phụ anh là một nhạc sĩ rất nổi tiếng và đã cung cấp bộ đó là nhạc sĩ Trúc Cương. Và bây giờ Ngọc Diệp với Lim Sinh Chiều Tị Nạn. Cảm ơn anh Trần Trí Phúc. Và tên Ngọc Diệp, thưa quý vị, cũng là một thuyền nhân Ngọc Diệp vượt biên năm 1981. Và lúc Ngọc Diệp đi thì chuyến đi của Ngọc Diệp cũng khá là gian nan. Chiếc tàu gần như là sắp sửa chìm xuống vì bão rất là lớn. Lúc đó thì Ngọc Diệp cũng còn bé, cho nên rất là sợ. Nhất là đi không có gia đình, chỉ có một cô em gái và một người cô ruột. Sau đó thì chúng tôi được may mắn được một chiếc tàu đến cá của Hồng Kông, họ cứu vớt và họ đưa đến bờ biển Mã Lai tại Kuala Lumpur. Ngày hôm nay Ngọc Diệp rất là cảm động được tham dự chương trình này, đã được tham dự chương trình này ở San Jose. Và ngày hôm nay Diệp xin kính chào quý vị, và chúng ta cùng nhớ lại những tháng ngày của những người tị nạn. Cái thời gian đó rất là nóng bỏng, rất là có thể thế nào phải nói là thời gian mà chúng ta không quên được những người tị nạn, những người phải bỏ nước ra đi và gặp rất là nhiều trắc trở trên con đường tìm tự do. Và quý vị cùng nghe Lim Sinh Chiều Tị Nạn. Thank you.
gió lộng, người thiếu phụ áo mỏng, nhìn biệt đông xa tít, nơi mất con mất chồng, liêm sinh buổi hoàng hôn, gã đàn ông cô đơn, ngồi nhớ người vợ trẻ qua bể. Liêm sinh em gái thơ, lạnh đạm và thơ, hận vì quân hai tầng, mặc cảm đời nhuốc nhớ. Liêm sinh buồn mình mang, tìm đến từ Việt Nam, bao người thân xa lưới, thank you.
Cảm ơn Ngọc Diệp. Cách đây 15 năm, 2009, Ngọc Diệp cũng hát trong chương trình 30 năm quốc tế cứu thiền nhân Việt Nam tại sao như thế. Mới quá mà 15 năm. Cảm ơn Ngọc Diệp. Trần Phúc đã viết 15 ca khúc về Sài Gòn. Một trong những ca khúc được ưa thích, anh Huy Hoàng rất là thích khi mời anh hát, anh chọn cái bài Sài Gòn yêu mãi. Và mời quý vị nghe tiếng hát Huy Hoàng với Sài Gòn yêu mãi. Xin trân trọng xin chào tất cả quý khán thính giả và xin tất cả những người con của Sài Gòn một ngọc viễn đông năm nào một tràng pháo tay cho đất Sài Gòn được không ạ? Sài Gòn
thành phố yêu thương Sài Gòn hồn mắt vẫn ương. Một ngày mưa tan nắng ấm, một ngày tự do nở thắm, đón anh chiều về vòng tay quân quê, tình ta ngắn hương. Chiều nay thương nhớ gửi tới quê xa, bài ca mơ ước đất nước thăng hoa. Ngày vui sẽ tới thanh bình thiên hạ. Anh mãi yêu em, yêu mãi Sài Gòn. Anh mãi yêu em, yêu mãi Sài Gòn. Cảm ơn Hiệu ạ. Cách đây một tháng, tôi nhận một cú phone rất bất ngờ từ dân biểu Cali Đại Đức Trí. Dân biểu nói với tôi rằng, có chuyện này anh giữ bí mật nha. Tôi là dân biểu Đại Đức Trí sẽ trình một cái nghị quyết về truyền dân tại Hạ viện Cali. Và cái nội dung thì tôi xin mời dân biểu Đại Đức Trí lên đây để trình bày. Tôi có gọi cho nghệ sĩ Trần Duy Phúc và chúng tôi muốn hỏi một số chi tiết liên quan đến thời gian Việt Nam, tức là vào khoảng tháng 6. Vào cái thời điểm đó, tức là một tháng, cách đây một tháng đó, để chúng tôi để trên một tại Hạ viện California là về cái vấn đề thời gian Việt Nam. Có thể rằng chúng tôi vinh danh cũng như là ký nhầm trên đường ra đi tìm kiếm tự do của thời gian Việt Nam. Thì khi mà chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi mới biết được có hai cái cột mốc thời gian nó rất là quan trọng. Vào khoảng tháng 9 năm 1978, đó là cái thời, phải nói là chúng ta dùng cái chữ đỉnh điểm của cái thời điểm mà cái số người thực dân Việt Nam rời khỏi Việt Nam có thể là cao nhất vào tháng 9 năm 1978. Và khi mà tiếp xúc với nhà sĩ Trần Chí Phúc thì chúng tôi biết thêm đó, vào đúng 20 tháng 7, năm 79, tức là 60 quốc gia đã họp tại Liên Hợp Quốc để mà đưa ra những cái giải pháp để mà giúp đỡ hỗ trợ cho thường dân Việt Nam. Thì chúng ta biết ngày 20 tháng 7 của năm 1954 là chúng ta cũng cái ngày chúng ta không thể quên được, đó là cái sự trùng hợp, tức là cái ngày chia đôi đất nước ở tại vị tuyến 17. Thì tháng 6 chúng tôi đã đệ trình ra nghị quyết, tức là dùng hai cái thời gian, tức là tháng 9 và một cái tuần lễ thứ ba của tháng 7, tức là hai cái thời điểm liên quan đến thường dân Việt Nam. Và ngày hôm nay là cái đêm nhạc thứ hai, những sáng tác của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, mà hai vợ chồng chúng tôi đã có cái vinh dự cơ hội để tham dự lần thứ nhất là vào năm 2019 tại phòng sự kiện của Việt Báo. Và chúng tôi cảm ơn cái sự chia sẻ của giáo sư Đỗ Ngọc Đa cũng như bác sĩ Mai Cổ Đào về những cái kỷ niệm hành trình tìm kiếm tự do, cũng như là cảm ơn các anh em nghệ sĩ có mặt để mà chia sẻ những ca khúc sáng tác của chính nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Phải nói rằng gần một tiếng đồng hồ qua, vợ chồng tôi rất là cảm động, bởi vì nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã dùng sáng tác âm nhạc của mình để mà gìn giữ căn cước tị nạn của tập thể người Việt, tị nạn của chúng ta. Thế hệ đi trước đã hy sinh quá nhiều trên Hoa Kỳ với hành trình tìm kiếm tự do, với khát khao là Việt Nam phải có tự do. Thế hệ của chúng tôi, và chúng tôi tin rằng thế hệ sinh ra tại Hoa Kỳ sau này trưởng thành ở Hoa Kỳ sẽ ghi nhớ và sẽ tranh đấu cho hai chữ tự do. Và chúng tôi xin phép thay mặt Hạ viện California xin được vinh danh
nhạc sĩ Trần Chí Phúc với những đóng góp âm nhạc của ông cho hành trình tìm kiếm tự do. Giám biểu tại Đức Trí, cái thời mà làm thị trưởng thành phố Winchester đó, thì năm 2015 ông ta bất ngờ tới dự cái buổi mà 40 năm Sài Gòn của tôi. Bất ngờ ông ta tới rồi cái ngồi đó rồi lên sân khấu tặng cho tôi một cái bằng kèm. Rồi đó tôi nhớ cách đây 2015, rồi 2019 giám biểu của tới dự và năm nay tới dự tặng cho bằng kèm. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn, cảm ơn quý vị. Hôm nay Trần Phúc viết 4 bài hát về thiền nhân, một bài mà cũng cần phải biết. Đó là kể tên các trại tị nạn Đông Nam Á: Sông La, Thái Lan, Buluong, Hạ Lai, Palawan, Philippines và Ga Lăng, Nam Dương cũng như là Hồng Kông và Singapore. Và có những cái hòn đảo vô danh mà đã từng làm cái nơi đáp của những thiền nhân. Bài hát mang tên Đảo Thương Tị Nạn. Mời vị nghe với tiếng hát Edinda Dương. Edinda xin kính chào quý vị. Edinda biết rằng tất cả những người ở đây đều ở trong những cái trại tị nạn. Riêng Edinda thì không, bởi vì Edinda có leo lên ghe rồi. Nhưng mà bị động, rồi người ta nói là phải nhảy xuống nước và bơi vào bờ. Thành ra những cái tên của trại tị nạn thật sự là hoàn toàn Alinda không biết và không có một cái kỷ niệm gì hết. Nhưng Alinda chắc chắn rằng tất cả mọi người ở đây đã trải qua trại tị nạn, và đó chỉ là một bến bờ tạm bờ thôi, nhưng đã để lại tất cả những kỷ niệm mà chúng ta luôn luôn nhớ mãi, phải không quý vị? Xin mời quý vị thân thiết cảm ơn. Thank you.
Biển đứng nghe chim
sáng vẫn dâng reo ngỡ tóc mềm quay về hương gió tướng em thơ dài tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loáng lồ xác em nay ở phương nào tập sang đất Thái hay vào Nam Dương có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ tránh hờn người yêu biển lớn cuốn em đi biển lớn cuốn em đi rồi xa mãi biển ơi trả cho ta biển ơi trả cho ta xác em yêu xác em nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam. Chiều ra biển tình trên ngõ sóng có về xa vẫn dòng réo ngỡ tóc mềm quay về hương gió tướng em thơ dài tình trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loáng xác em nay ở phương nào tập sang đất Thái hay vào Nam Dương có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ tránh biển lớn cuốn em đi biển lớn cuốn em đi rồi xa mãi biển ơi trả cho ta biển ơi trả cho ta xác em yêu chiều ra biển đứng ngắm nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam. Cách đây hai mấy năm khi nghe Phi Lưu Huy hát cái bài Xác Em Phương Nào trong cuốn băng Hành Trình Tìm Đôi Giò của Trung Tâm Islam rất xúc động và cũng từ đó vào quen Phi Lưu Huy. Cũng may là tối hôm nay cái show của Phi Lưu ở cái tiểu bang khác nó hủy cho nên là anh góp mặt ở đây. Xin hỏi Phi Lưu Huy là lúc mà hai mấy năm trước á, lúc mà thu cái bài Xác Em Phương Nào lần đầu tiên á, thì cảm nhận của Phi Lưu Huy như thế nào? Dạ vâng, trước hết cho em xin cảm ơn anh viết bài này rất là hay và rất là cảm động.
Xin cho Trịnh Phúc một tràng pháo tay một lần nữa. Thưa quý vị và thưa anh, lúc đó Philip mới công tác với lại Trung tâm Asia, thì sau 1-2 năm đó thì Trung tâm Asia làm chương trình quay video, chương trình là Hành Trình Tình Tự Do, thì chị Vân và anh Trúc Hồ chọn bài này cho em khán hát. Thì lúc đó thì em đưa cho em cái bài, cái nhạc, cái sheet music thôi, và với cái melody của cái hòa âm. Thì em cứ theo nghe theo đó, em chưa nghe ai hát bây giờ hết. Nhưng mà lúc đó thì tiếng Việt của em cũng lúc mới vô Asia thì cũng còn không có khá lắm. Sau khi bây giờ thì đỡ hơn chút xíu, nhưng mà em có người trong gia đình giải thích cho em cái bài này, với lại cái ý nghĩa, cái ý nghĩa của cái bài này, thì em lúc mà em hát thì em rất là xúc động. Nhưng mà theo cái xúc động của em nghĩ là chắc không có bằng cái xúc động của những người mà đã từng đi vượt biên, gặp nhiều khó khăn và nhiều đau khổ. Thì em nghĩ những người đó mà nghe bài này sẽ xúc động hơn nữa. Cảm ơn Phi Phi, xin cảm ơn đây cho Phi Phi. Philippines. Bao la tình người thế giới, yêu thương cuộc đời đổi mới, không quên bao tháng ngày cùng kiếp sống lang thang, giang tay ôm lấy tình nàng, cho tôi xin cảm ơn người và những quốc gia nhân ái tuyệt vời. Nhạc phẩm Vượt Biển Tình Người. Mời quý vị một lần nữa chào đón nữ ca sĩ đến từ Las Vegas, Ngọc Diệp. Đưa tôi đến bên từng giờ.
những quốc gia nhân ái tuyệt vời. Chúng tôi xin kính mời quý vị
thưởng thức nhạc phẩm mới nhất của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, Otabaru kỷ niệm qua tiếng hát của Đào Tâm. Cảm ơn chị Đặng Kim Loan. Chúng tôi đi chung chuyến ghe 21 người đó, đã đến như chị đã kể đó, thì đó là đầu năm 1979 thì tôi đi Canada, thì đi Hoa Kỳ, và bây giờ là sau coi như là 45 năm mình đứng chung trên sân khấu này như là một giấc mơ. Cảm ơn chị Đặng Kim Loan. Khúc ca
dân từ 1979 tới năm nay 24, 12 bài. Chị biết, tôi bị tại sao mình không biết về cái đại tị nạn Cô Ta Tô Rô của mình đã ở không? Đó. Thì nỗi buồn đại tị nạn nào cũng giống nhau. Thì cái hình ảnh Cô Ta Tô Rô ngồi hướng nước, mưa dọc mái lèo đó. Đó hình ảnh của nhiều thiền nhân khi mà trời mưa nó dọc. Thì nhưng mà có cái câu thế này: mẹ em mất, xác trôi vào biển khơi. Khi tôi biết cái em bé đó thực sự đó hình ảnh của Nguyễn Ngạn, Ngạn vừa mất xác nhưng mà nó không đỡ, nhưng thực sự khi mà tôi biết cái câu đó, đôi mắt em nhìn u uất cuộc đời, mẹ em xác trôi vào biển khơi, đó là một hình ảnh của vợ Nguyễn Ngạn mất xác. Cái em bé đó là một hình ảnh của Nguyễn Ngạn này biến 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 mọi. Và tôi kể một câu chuyện của Tàu Ru vui lắm. Thì buổi tối á, ăn á, có một chén cơm đói quá, thì tôi đang ngồi kiếm nhà nào mà dư cơm nguội á, thì mình hạn dư đó, cho tôi có cái cô đó, cô cho tôi một cái tô cơm nguội với đường ăn rất là ngon. À, tôi nhớ hoài mà tôi quên tên cô rồi, cho nên nhiều khi mình thấy là những cái đói quá, cái lo quá, đó là kỷ niệm về cô Tàu Ru. Tôi bị để một dòng nhạc của Trần Chí Phúc mà rất là trữ tình, đó là bài hát Thu Tiếng Người, viết năm 1982 ở Canada, mà hôm nay Diêu Mai ở Thu Văn cách đây mấy chục năm, hôm nay cũng dân cái gì mà Diêu Mai hát một cái đêm này. Xin mời vị nghe một tình khúc mùa thu rất là lãng mạn. Và chính anh Lê Sĩ Dưỡng, khi anh nghe bài này nói bài này quá khúc ơi, mời vị nghe Diêu Mai với Thu Tiếng Người. Đây Mai xin được trở lại sân khấu với một bài hát anh Phúc đã giới thiệu, đó là bài Thu Tiếng Người, một bài hát rất là tình cảm ướt át thay vì cái bài hát cho người tình nạn. Xin mời quý vị cùng nghe. Người đi nắng vương bụi đồ, người đi mấy nước xa xôi, người ơi chiều nay lá rơi vàng thu khắp nơi, ngày mưa chật bước đôi chân để mình mùa thu bâng khuâng. Thank you.
đàn thiếu thanh âm, bài ca tình yêu thiết tha gửi người vẫn xa. Ngày về mong có phơi pha đợi chờ mùa thu xót xa. Ngày về mong có phơi pha đợi chờ mùa thu xót xa. Đợi chờ mùa thu thay lá. Cảm ơn chị Mai. Với bài hát Thu Tiếng Người, ca dâm nói là Trần Phúc không biết, biết nhạc tình, chỉ là đấu tranh thì nãy sau sau. Có phải quý vị đúng không? Và năm 2018, Trần Phúc ở tiểu bang Ohio. Tiểu bang này đã lạ lắm, cái trưa đó, chiều chiều là đang nắng hay mưa. Mưa, giống như Sài Gòn, chiều đang mưa. Và ở đó thì cái nỗi buồn biển xứ nó mênh mang. Thế nên Trần Phúc biết cái bài hát Chiều Ohio, lần đầu tiên mời quý vị nghe. Ohio,
quê nhà. Chiều nay em nơi đâu, cá reo ăn nỗi sầu. Ngày em biết chăng em, chiều buồn tôi nhớ em mãi. Những chiều Ohio, ngồi trong quán ngắm mưa một mình. Buồn tiếng sứ thoáng qua cõi hồn, chiều mưa đó như những chiều xưa. Đôi mưa hết nắng lúc lên mặt đường, nắng hay mưa vẫn thường. Trời với đất giằng nhau như một chiều mưa gió. Tôi nhớ đó là ngày buổi chiều 20 tháng 7 2014, tôi lái xe chở tất cả đồ đạc từ San Jose xuống cảng và quyết định ở, không có đi về San Jose nữa. Và hôm nay chợt nhớ đúng 10 năm. 10 năm ở và khi đến đây thì tôi thấy cái con đường bonsai, con đường nổi tiếng trước đây cũng có nhiều bài hát về bonsai, cho nên tôi viết bài mời em ghế phố bonsai với tiếng hát Edna Dương. Bây giờ xin chào quý vị, hôm nay nữa chúng ta sẽ hát bài mời em đến phố buôn xa. À, quý vị ở xa, ở không phải ở California, à, các bạn của Edna là ở các tiểu bang khác và mỗi lần về có đi thì buôn xa, đến đâu Sài Gòn phải không quý vị? Cho nên buôn xa nước đồ Sài Gòn của chúng ta rất là dễ thương. Mời quý vị thưởng thức mời em ghé phố buôn xa. Thank you.
sức khỏe để chúng ta cùng tận hưởng muôn sáng chúng ta. Chiều buồn xa ngồi mình ta nắng vàng phố yêu, chiều buồn xa nhìn người qua mà nhớ Trần Chí Phúc. Bài Sài Gòn em ở đó sáng tác năm 1979, nồng nàn nhất và cũng có lời ca đặc biệt nhất. Em dáng yêu đôi vai gầy, làn tóc ngát hương say, mắt xanh nay u hoài, cuộc sống không ngày mai, không một bóng tương lai, trong ngục tù chủ nghĩa, trong ngục tù giai cấp, ôi ngục tối đêm dài. Mời quý vị thưởng thức qua giọng ca ngọt ngào của Nam Trần.
nơi đó. Bây giờ những chiều mưa giọt buồn như nước mắt, ướt đẫm bóng chiều xưa. Sài Gòn còn mưa bão đưa em đi phương nào. Sài Gòn còn hay mất hận sâu chờ sương cao. Sài Gòn em ơi đó, bây giờ những chiều mưa giọt buồn như nước mắt, ngập đầm bóng ngày xưa. Một thời vui đã qua, em còn biết tìm đâu, có là mãi nghìn sao. Em dám yêu đôi vai gầy, làm tóc ướt hương say, mắt xanh nên u hoài. Một bóng tương lai trong ngục tù trung nghĩa, trong ngục tù sai khắc, ôi ngục tối đêm dài. Sài Gòn em ơi đó, phố tàng bóng người qua, giọng nào lên tiếng hát âm thanh những bài ca. Sài Gòn còn mưa phương nào, Sài Gòn còn hay mất hận sâu chợt dâng cao. Sài Gòn em ở đó, có thầm trách người đi vội vàng hay không nên cho lời cuối biệt ly. Sài Gòn em bên ấy, tha phương anh bên này.
bên bên ấy tha phương ở bên này làm sao mọi người nghe với tiếng hát Đào Tâm. Chim hải âu lượn quanh trên sóng biển làm tôi nhớ tới những chuyến đi vượt biển sóng gió và nguy nan, ghé trôi dạt nhiều ngày hoang mang và tuyệt vọng, chợt thấy chim hải âu lòng vơi vơi yên vui. Những cánh chim ngày đó theo tôi cùng năm tháng đi sâu vào ký ức. Những cánh chim chiều mến lướt sóng trên biển xanh, những cánh chim hải âu mang tin tới đất lạ. Thuyền lôi sắp tới bên bờ tự do, trời xanh nắng tươi, biển rộng sóng cao, thuyền tôi lướt qua. Hải âu yêu thương, đại dương tung tăng, báo tin thuyền tới bên tự do. Lượn quanh trên sóng biển làm tôi nhớ tới những chuyến đi vượt biển sóng gió và nguy nan, ghé trôi dạt nhiều ngày hoang mang và tuyệt vọng, chợt thấy chim hải âu lòng vơi vơi yên vui. Những cánh chim ngày đó theo tôi cùng năm tháng đi sâu vào ký ức. Những cánh chim chiều mến lướt sóng trên biển xanh, những cánh chim hải âu mang tin tới đất lạ. Hải âu tung cánh bay lượn nhịp nhàng, thuyền tôi sắp tới bên bờ tự do, trời xanh nắng tươi, biển rộng sóng cao, thuyền tôi lướt qua. Hải âu yêu thương, đại dương tung tăng, báo tin thuyền tới bên tự do. Hải âu yêu thương, đại dương tung tăng, báo tin thuyền tới bên tự do. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Quý vị thì Trần Phúc có in mấy chục tập nhạc mang tên Bù Lô Quy Lâm Dạ Từ, gồm 12 ca khúc đồng biển viết trong vòng 45 năm qua. Và để quý vị nếu mà trước khi ra về để mong muốn để làm kỷ niệm, tại vì
không có khoảng ở đâu hết á. Và hôm nay có một người bạn ở phương xa về để mà dự cái đêm này, đó là cô Sứ Quân Viên, cựu Sứ Quân Viên Đài Phát Thanh Little Sài Gòn, Ngọc Ân. Xin mời Ngọc Ân đến đây. Ngọc Ân là người cũng có những cái mặn mà với chuyện mà truyền hình Việt Nam hàng năm. Tháng 3, tháng 4 cô hay về mấy nước Đông Nam Á đó. Cô có đủ cô đi để nhưng mà chưa kịp đi thì cô đã đi qua nhiều bang khác rồi. Xin mời Ngọc Ân có vài lời tâm tình. Ngọc Ân xin được hỏi trong các cô chú anh chị các bạn đã theo đến đây hôm nay, có ai bị mất người thân và muốn tìm, biết đâu là tìm được tên ở trong một cái cuốn sách rất quý, vô cùng đặc biệt, 615 tên của Huyền Nhân, sát tác phẩm Mã Lai, tên, ngày sanh, ngày mất, có số ghe và tất vào chỗ nào Mã Lai. Thì đây là một hồ sơ vô cùng quý. Và nếu hôm nay chúng ta muốn thắc mắc là người thân của chúng ta không biết thất lạc ở đâu, biết đâu có tên trong cuốn sách này, thì Ngọc Ân xin kính tặng một vị nào đó hôm nay nếu cần. Ngọc Ân xin được kính tặng của nhạc sĩ Trần Chí Phúc cái hồ sơ quý giá này là bởi vì bây giờ không còn nữa. Và bà quả phụ án cô Wong, tức là vị ân nhân và những vị ân nhân đã chôn cất xác Huyền Nhân, vẫn làm cái tài liệu này là tài liệu duy nhất mà khi thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn còn là thượng nghị sĩ của tiểu bang thì đã đệ trình lên quốc hội của California. Lúc đó cô đã dùng hồ sơ này để chứng minh không phải là chúng tôi chỉ nói mà đây là đồng bà của chúng tôi nằm lại và người Mã Lai gốc Hoa đã chôn cất. Đây là một tài liệu rất quý. Và khi anh Trần Chí Phúc nói tới trại tị nạn mà anh đã ở Cota Baru, Ngọc Ân nghĩ đến ngay những mộ phần của thuyền nhân chúng ta, đồng bào chúng ta nằm lại. Đó là tỉnh Kelantan, sát với biên giới Thái Lan. Và ngôi mộ, một trong hai ngôi mộ lớn nhất có tên từng cá nhân chính là con thuyền của vợ con nhà văn Nguyễn Ngọc Nga ở gần trại tị nạn Cota Baru. Ở đó có cái làng nhỏ là Cherunuku. Và Ngọc Ân đã được gặp ông trưởng làng của Cherunuku. Mình mới thấm thía và cảm ơn anh Trần Chí Phúc rất nhiều khi anh liên tiếp trong nhiều năm nhắc nhở chúng ta về quốc tế cứu thủy nhân ngày 20 tháng 7 1979. Ngọc Ân chưa bao giờ thấm thía bằng khi gặp những vị ân nhân của thủy nhân, của đồng bào chúng ta, người đã chôn cất và lập mộ ít nhất là mộ 123 xác thuyền nhân của con thuyền của vợ con nhà văn Nguyễn Ngọc Nga đó. Ông kể là lúc đó là tháng 12 năm 78 và xác hơn 100 người đã được đưa vào chất thành một đống xác không có thể nào, người thân thì lúc đó được đưa vào trại và không có cách nào mà chính người thân có thể chôn cất thân nhân của mình được. Thì ông đã vận động người dân ở trong làng Chiranuku để mà đem những tấm vải trắng liệm từng thân xác một đặt vào trong lòng mộ và lập nên bia mộ mà cho đến bây giờ chúng tôi đến viếng vẫn còn tên tất cả những thuyền nhân. Đó là một ơn phước vô cùng lớn. Và thấm thía khi ông nói rằng lúc đó không có một cái chính sách nào và chính quyền của Mã Lai thì cấm người dân không được cứu giúp thuyền nhân. Ông đã vì tình nhân loại và ông chôn cất, cho dù là bị đe dọa, cho dù được nhắc nhở rằng không có một chính sách nào đối với những người tấp vào bờ, cho dù là sống hay chết. Cho nên ngày 20 tháng 7 rất quý vô cùng và rất cảm ơn anh Trần Chí Phúc đã nhắc nhở cho Ngọc Ân được nói đến những tấm lòng đã rất, phải nói là một ơn phước đối với thủy nhân của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Anh sẽ đưa em về thăm xứ Huế, ngắm cố đô xưa thành quách rêu phong. Đó chiến trong hương lừng lờ đường trong thiên mộng.
ở Kinh Đô, mơ về một thuở Kinh Đô. Em sẽ đi thăm Thành Nội yêu dấu, biết những lam vua thành quách hiêu phong. Cầu em sang sông càng niềm nhớ mong, từ bình đồi núi sen mây dạo chơi Huế chiều này. Mời em tô bún bò cay, bánh bèo bánh khói giò tây, trà sen hương ngát trên môi, và nghe tiếng nói quê hương mà lòng vẫn vương. Non lá em nghiêng bài thơ trên phố, ai đã tương tư màu áo tim mơ. Người đi muôn phương còn hoài cố hương, bồi hồi nhớ đất thần kinh. Anh sẽ đưa em thăm Huế yêu sinh. Đi thăm Thành Nội yêu dấu, viết những lăng vua lịch sử trôi mau. Cầu em sang sông trang tìm nhớ mong, ngự bình đồi núi sen mây dạo chơi phố Huế chiều này. Mời em tô bún bò cay, bánh bèo bánh khói giò tây, trà sen hương ngát trên môi, và nghe tiếng nói quê hương mà lòng vẫn vương. Non lá em nghiêng bài thơ trên phố, ai đã tương tư màu áo tim mơ. Người đi muôn phương còn hoài cố hương, bồi hồi nhớ đất thần kinh. Anh sẽ đưa em thăm Huế yêu sinh. Người đi muôn phương còn hoài cố hương, bồi hồi nhớ đất thần kinh. Anh sẽ đưa em thăm Huế yêu sinh. Cảm ơn Vương đã hát bài về Huế. Hy vọng là khi hát bài này thì quý vị đồng hương Huế sẽ thương Trầm Chi Phúc hơn. Và còn hai bài nữa. Đây là cái bài Mai Mốt Về Đâu, là một cái bài Trần Phúc viết trong một ngày. Bài này là bài nhạc thuật rất là cao, tức là điều không thể rất là nhiều. Và phải nói là có một đời một người nhạc sĩ viết được bài hát này là không có lần thứ hai. Và với bài hát Mai Mốt Về Đâu chuyển cung như vậy, Trầm Phúc hãnh diện có thể đưa bài hát này để sánh cùng với những bậc tiên cổ viết về cái bài hát thật là cao. Và mời vì nghe bài hát Mai Mốt Em Về Đâu với tiếng hát phóng viên và tiếng đàn Trần Chi Phúc. Oh.
em về đâu? Quê hương đã xa rồi, khuất sao ngàn hôm sau, khói làm buồn lòng ai. Mai mốt em về đâu? Con niềm đau xa đi, đánh đánh thuyền xa tới, mùa gió nào đợi chờ, nơi chốn nào em tới, cho em kịp không nhà. Mai mốt em về đâu, lối cũ không được về, tương lai màu nắng úa, quá khứ những ngày hoa, nước mắt còn tranh tay, hay mưa chiều vịt xưa nhớ nhung tràn ngập hồn, mưa có hiểu lòng người, mưa có hiểu nỗi buồn. Mai mốt em về đâu? Mai mốt em về đâu? Xin chút nắng sân trường, sưởi ấm trời băng giá, mùa đông nơi xứ xa. Mai mốt những đêm hè, quạt giùm em gió mát, hơi trăng soi năm xưa, sáng cho em vùng cố. Có anh em bạn bè là những phút mong mơ, nhưng cho đời thêm thơ. Mai mốt em về đâu, chạy thắm cùng thế giới. Mai mốt em về đâu, lang thang khắp thiên đầu, cha em mang theo một tình yêu quê hương. Mai mốt em về đâu? Mai mốt em về đâu? Tâm lòng thế giới đã cho tôi một mùa xuân.
vẫn nhớ những khốn khó, những ngày tháng từ năm xưa, những năm tháng từ đau đớn đã qua rồi và mơ ước của đời mới đã dựng xây. Xin không đến cảm ơn đất trời, xin thương nhớ nơi những người đã mất trên biển đông giúp tôi lên trời đẹp lại. Xin cảm ơn, xin cảm ơn những tấm lòng, xin cảm ơn tấm lòng thế giới đã cho tôi một mùa sống mới. Xin cảm ơn những người nhân ái đã cho tôi có một ngày mai. Xin cảm ơn, xin cảm ơn những tấm lòng. Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Tôi đến đây hai bàn tay trắng, cố quên đi bao niềm cay đắng. Bỏ quê hương bằng ngàn sóng gió, kiếm tha phương đất khách quê hương. Xin cảm ơn tấm lòng thế giới đã cho tôi một mùa sống mới. Xin cảm ơn, tinh thần thuyền nhân Việt Nam mãi bất diệt.